Hai tổ chức bảo vệ quyền của người đồng tính tại Việt Nam là Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường IC và Trung tâm ICS đã gửi thư ngỏ tới Đài Truyền hình Việt Nam về chương trình Táo Quân gặp nhau cuối năm 2018 khi dùng những ngôn từ thiếu chuẩn mực đối với cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới, được gọi tắt là LGBT trên sóng truyền hình quốc gia. Là một trong những người thuộc cộng đồng LGBT, anh Phong cảm thấy buồn khi liên tục bị nhiều chương trình truyền hình thường dùng những ngôn từ miệt thị, thậm chí là mang đặc điểm cơ thể của người đồng tính ra để nhạo báng. Mình thì mình cảm thấy khá là buồn bởi vì là bản thân mình thì cũng là một người LGBT và mình cảm thấy là mình cảm thấy là nhà đài thì đã rất là bất cẩn khi mà sử dụng những cái từ ngữ mang tính kỳ thị phân biệt đối xử với một nhóm người mà đã đang phải chịu sự kỳ thị phân biệt đối xử như là người LGBT. Cá nhân mình thì mình thấy là những cái từ ngữ đấy thì nó không có buồn cười và nó đôi khi thì nó làm mình cảm thấy tổn thương và cảm thấy là những người LGBT thì xứng đáng được công nhận trong xã hội chứ không phải xứng đáng là bị sử dụng những cái từ ngữ như thế để mô tả trên một chương trình mà được phát sóng rộng rãi như Táo Quân. Cho rằng nhiều tình tiết trong chương trình Táo Quân làm khắc sâu thêm những định kiến và phân biệt đối xử trong xã hội với nhóm người chuyển giới, Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường IC và Trung tâm Tổ chức Bảo vệ và Thúc đẩy quyền của người LGBT đã có thư ngỏ gửi đến Đài Truyền hình Việt Nam. Mục đích mà chúng tôi đưa ra cái thư ngỏ này không phải để tấn công vào ban biên tập chương trình, nhà sản xuất, các nghệ sĩ, cũng như là phủ nhận cái sự đóng góp của chương trình, mà chúng tôi mong muốn rằng cũng cái chương trình này hoặc là bất kể chương trình khác nữa, từ giờ về sau khi chúng ta xây dựng những cái kịch bản và thực hiện những kịch bản đó thì hãy cân nhắc cách tiếp cận vấn đề này sao cho nó không được tổn thương những cái cộng đồng yếu thế, đặc biệt là cộng đồng LGBT. Có thể 15 năm về trước khi mà chương trình Táo Quân mới ra đời thì nhận thức của cộng đồng về LGBT nó khác. Nhưng 15 năm sau rồi, cái tư duy về cách tiếp cận với người giới đồng tính chuyển giới vẫn như thế thì tôi cho rằng là không ổn. Chính vì vậy mà năm nay chúng tôi quyết định lên tiếng và mong rằng một cái cơ quan truyền thông lớn như Đài Truyền hình Quốc gia thì nên là cái cơ quan đầu tiên cần thay đổi về cái nhận thức này để cộng đồng nói chung, người Việt Nam nói chung có cái nhìn chính xác hơn, tôn trọng hơn và đúng đắn hơn đối với cộng đồng LGBT. Bức thư ngỏ được đăng tải đã thu hút khá nhiều ý kiến tranh cãi về việc đưa hình ảnh LGBT vào chương trình. Các ý kiến ủng hộ cho rằng cuộc sống cần có sự hài hước, nhưng làm hài theo cách nhắm tới giới tính của một người thì không còn là sự hài hước nữa. Trong khi đó, không ít khán giả của chương trình vào phản pháo và cho rằng những gì chương trình phản ánh về thực trạng của LGBT tại Việt Nam chứ không nhằm mục đích là kỳ thị hay chế nhạo.